anh nha kìa, bố cho bố cho con kia mà. Mấy vòng rồi. Chưa ăn thua gì. Tuổi trẻ nó phải tài cao chứ này. Bây giờ tuổi trẻ nó lại kém. Câu luyện tối rồi đấy.
đi ngang hay không, ai giỏi hay không thì phải trời mưa thì mới biết được ai giỏi. Nói chung là trời mưa mới biết được. Thế thôi, mà em đu 10 vòng đây. Ông Sơn thua đây. Con bảo cái anh em kia bố cho bố mấy vòng rồi. Chưa ăn thua gì. Tuổi trẻ nó phải tài cao chứ này. Bây giờ tuổi trẻ nó lại kém. Không. Bây giờ nó là tự. Bây giờ nó là tương lai của đất nước. Lộn nó thế nào? Lộn đằng kia đi. Cái này xoắn ai nhỉ? Đấy, đẹp đấy. Cái này lộn đẹp hơn. Cái này lộn đẹp hơn. Cái này lộn đẹp hơn. Chân nó dài nhưng nó lộn đường nó đẹp hơn. Đấy, cái này rất là dẻo nhá. Cái này nếu mà nhìn đẹp hơn. Đấy, thằng này xoắn quẩy hay đấy. Đấy. Vừa khen cái đã xuống rồi. Sau thầy xong nghỉ dưỡng 6 tháng kìa. Hôm nay lại tái xuất giang hồ. Đạp đấy. Quá khỏe. 74 tuổi mà hông cao vướng chân. 74 tuổi mà gớp thế này. Đấy à, đừng vào ngã. Đấy à. Quá ghê gớm. Đấy. Đấy da. 74 đâu phải là già đúng không? Đấy da. Đấy da. Ghê chưa? Đấy da, xoay đấy, còn là xoay tròn đấy. Đấy da. Ghê thật. Đấy, không có lắc rồi đấy. Khỏe chưa? Thôi. Được đấy.